tay được phân loại là một loại mỹ phẩm các quy định xung quanh thành phần có hại vẫn còn hạn chế với những hãng mỹ phẩm lớn sản phẩm đã được qua kiểm duyệt và có danh sách thành phần rõ ràng tuy nhiên nhiều loại mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường thành phần thường không rõ ràng hoặc nồng độ các chất không an toàn trong sản phẩm không được thống kê chính xác bạn cần lưu ý theo bác sĩ Tạ Duy Tùng viện y học ứng dụng Việt Nam trong sơn móng tay có rất nhiều hóa chất cần tránh trong đó ba hóa chất chính có hại khi sử dụng lâu dài đó là phoramadehid toluen và phthalate Phọc hít có tác dụng làm cứng móng tay nhưng khiến móng tay giòn và yếu hơn. Khi phọc hít tiếp xúc với da, chất này có thể gây kích ứng và ngấm vào máu. Khi hít phải phọc hít có thể gây tổn thương đường hô hấp trên. Các nhà khoa học cũng đã công nhận đây là nguyên nhân tiềm ẩn gây ung thư. Toluene là một dung môi có trong sơn bóng là chất làm cứng và tẩy sơn móng tay. Hiện nay, chất này không còn được sử dụng vì các tác hại nghiêm trọng được chứng minh. Hít phải toluene với nồng độ thấp trong thời gian ngắn cũng có thể gây đau đầu, chóng mặt và suy nhược. Tiếp xúc trong thời gian dài, toluene có thể gây tổn thương hệ sinh sản nữ, sẩy thai, ảnh hưởng trí nhớ, tổn thương thận và mất thính giác. Phthalate là một nhóm hóa chất có tác dụng ngăn ngừa sự đứt vỡ của sơn. Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của phthalate với con người. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu trên động vật gần đây, phthalate được phát hiện là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về khả năng sinh sản như dậy thì sớm, phá vỡ hệ thống nội tiết và gây ra khuyết tật sinh sản. Nguy cơ gây hại từ các hóa chất trong sơn móng tay là thấp, nhưng bạn nên cẩn trọng, kiểm tra các thành phần trước khi sử dụng.